Đấy, các bạn lên đủ hết này, 2, 4, 6, 7, 7 cam này. Xin chào anh em nhé. Lâu lắm rồi thì không ra video. Và cái video hôm nay thì muốn chia sẻ với anh em về cái việc mà đi xử lý một cái camera. Đây là camera bộ anh em nhé. Camera bộ. Camera IP. Camera IP tức là từ nhà khách hàng này đến cái điểm đầu tiên của cái cam là nó cách khoảng hơn 200 m. Và đây thì là sử dụng cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang từ nhà khách hàng này, từ nhà khách hàng đến cái điểm cam đầu tiên là sử dụng bộ chuyển đổi tín hiệu quang này, từ cái điểm camera đầu đến cái điểm điểm camera tiếp theo ấy cũng sử dụng cái bộ chuyển đổi quang. Thì cái này thì em nghi là khả năng bị sét đánh nó hỏng cái thiết bị. Có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái bộ chuyển quang nó bị hỏng này, dây thuyết bạn, dây cắp quang bị hỏng này. Cái thứ hai, nguồn cam nó bị hỏng này. Đấy. Cái thứ tiếp theo nữa là thiết bị hỏng. Đấy là nó có cái những cái nguyên nhân như vậy dẫn đến cái tình trạng là camera nó báo offline, nó không kết nối được. Và đây thì nó bị toàn bộ anh em ạ. Nó bị ở đây là 2 mắt này, 3 mắt, đây là 5, tổng là 5 mắt. Cho nên mình nghi là vấn đề là cái bộ chuyển đổi quang có vấn đề thôi. Đấy bạn nhé. Cái mà việc kiểm tra camera nó cũng tương tự như kiểm tra cái wifi thôi ạ. Chất camera IP nó cũng chạy tương tự như cái một cái wifi phụ và wifi phụ như nào thì cái camera IP này nhựa nói như vậy. Việc đầu tiên thì anh em phải kiểm tra từ cái đầu nhà này, đầu nhà khách hàng đến cái điểm cam đầu tiên này. Mình sẽ kiểm tra trước ở đây là cái điểm cam trước. Đây là một cái trang trại rất là rộng. Lâu lắm không xuống dưới này các bạn. Đây là cái điểm camera đầu tiên này. Chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có thông mạng hay không. Mất điện hết này. Mất hết điện này các bạn. Ở đây thì vẫn có điện nhưng mà cái cam này nó bị mất điện. Không.
không thấy sáng. Bộ truyền quang này cũng thấy đèo luôn này. Khiếp nhỉ. Bộ truyền quang này cũng bị toàn mẹ rồi. Đây thì mình có mang sẵn một cái bộ truyền quang đi. Bây giờ sẽ thử cái nguồn của bộ truyền quang trước ạ. Cả cái nguồn này nghe vẻ cũng hỏng rồi nữa bác. Không thấy có điện đóm gì này. Ok các bạn, nó bị hỏng nguồn này, một thằng hỏng nguồn này, thằng này nữa xem. Đây là 4. Con này thì tịt luôn này. Con này cháy luôn các bạn. Vừa hôm trước mua một cái ship PPOE ở đây. Đây sẽ thử xem có PPOE này có chạy hoạt động được không. Đây là PPOE chạy bằng 4 sợi Mercury. Uplink. Thử đã anh em ạ. Hồi trước là chưa biết cái PPOE này cho nên là phải dùng cái kia. Dùng cái nguồn này này. Dùng cái nguồn này hay oảng chó. Thế bạn sẽ đánh hết rồi. Sẽ đánh cháy hết rồi. Sẽ đánh cháy hết rồi. Đây anh em sáng này ngon quá, mình sẽ không phải sử dụng cái bộ truyền quang này nữa. À cái nguồn chúng ta chỉ cấp cái uplink vào đây thôi, mình sẽ bỏ cái dây này, bỏ cái nguồn này, thử xem cái nguồn này nó sáng không ạ. Nguồn này teo vậy các bác.
Đây là cái tín hiệu, cái đây nguồn điện mà đợt trước chạy lên cam này. Một thằng chết này, thằng này cũng chết luôn này. À, sống các bạn, vẫn đang sống ngon lành cành đào. À đâu, cái này thì sống là đúng rồi. Thằng này không sống, thằng này bị chết này. Bị chết. Alo. Có anh tốt được chỗ đấy không anh? Không, chưa thấy ông báo gì. Báo giá rồi. Ờ. Nhiều phết đấy. Ờ. Hả? Cái gì em? Ở đâu nhỉ? Đội 2 á? À, ở đấy làm gì mà lắp được? Hết cổng rồi. Hả? Nhà nào nhỉ? Bùi Thị Hồng Nhung á? À. Bùi Thị Hồng Nhung à? Từ từ anh check cho. Nó ăn ở hộp não nhỉ? Bùi Thị Hồng Nhung à? À thế à, anh biết rồi, thế nhà đấy không ấy nữa, không làm nữa. Rút thì kéo được. Ship ship 4 sợi này ngon phết đấy anh ạ. Cấp luôn cả tín hiệu. Đây, để tí lên báo cáo chính quyền. Mấy thằng này họng này. À, cái ở dưới không hỏng các bác. Cái con ở dưới kia không hỏng này. Vẫn có tín hiệu đây này. Vẫn đủ đèn này. Đây này các bác, đủ đèn này.
Đợt trước thi công nhưng mà cho cái tủ này nó bé quá. Để sắp xếp sao cho nó vừa. Trước không nghĩ đến cả nó bị nhiều như này. Cho nên là mình mua cái tủ này nó bé quá. Làm nó bây giờ nó khó. Giờ phải kéo một số cái dây nó ra ngoài này. Vâng. PPRE này. Em đây. Em ơi. Vâng. Cái chỗ khu nhà anh Luận đây là em. Em không có quản lý nữa anh ơi. Em không có quản lý ngoài hàng trạm nữa. Hoan. Hoan à? Vâng. Để anh gọi nó. Vâng.
Đây, cái này phải sắp xếp nó cẩn thận mới có thể là nhét vào được các bạn. Giấy dựng nhiều lắm. Hơi kích một tí. Ok, chúng ta kiểm tra lại cái đèn của ở đây đủ 2 bóng là được rồi. Bây giờ check lại ở trên điện thoại xem mấy cam là nó lên chưa các bác nhá. Vẫn chưa được các bạn. Hiểu sao? Ở đây ok rồi các bạn anh em ạ. Nhưng mà đang tiếc cái ship chia như này. Bởi vì mình nếu mà mình cho vào đây thì nó mất đấy quá. Chắc là mình phải rút ra. Rút ra để lại. Hay thôi nhỉ, thôi mẹ em. Mất thời gian. Lên báo khách là được. Đây cái ship chia PoE 4 sợi này ngon quá các bạn. Dùng được. Vị trí là chúng ta cháy 2 cái nguồn.
một bộ chuyển quang này. Đấy các bạn, lên đủ hết rồi, 2, 4, 6, 7, 7 cam này. Đấy, như là một cái quá trình mà chúng ta kiểm tra thì chúng ta đây, mình kiểm tra mỗi cái thằng này thì phát hiện ra vấn đề nó nằm ở mỗi thằng này thôi. Mình cấp lại cái tín hiệu điện cho nó là được. Thay lại một số các quan thiết bị là xong. Video xin kết thúc tại đây các bác nhá. Hẹn các bác ở video tiếp theo. Lên chỉnh lại cho đại ca cái điện thoại.